bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Foxconn sẽ lắp ráp iPad, MacBook tại Việt Nam. Theo yêu cầu của Apple, Foxconn sẽ chuyển công ty lắp ráp iPad và MacBook sang Việt Nam do công ty Mỹ muốn giảm ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ-Trung. Foxconn đang xây dựng nhà máy tại tỉnh Bắc Giang, dự kiến đưa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2021. Nhà máy này sẽ chứa dây chuyền lắp ráp máy tính bảng iPad và máy tính sách tay MacBook của Apple. Theo Reuters, một số đơn hàng từ nhà máy Trung Quốc sẽ được chuyển sang dây chuyền mới này, nhưng không tiết lộ cụ thể sản lượng là bao nhiêu. Nếu mọi việc thuận lợi đúng theo dự kiến của Apple, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới có nhà máy lắp ráp iPad. Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, hiện toàn bộ iPad của Apple vẫn đang được lắp ráp tại các nhà máy ở Trung Quốc. Apple chưa đưa ra bình luận về việc này. Trong khi Foxconn cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan do chính sách của công ty không cho phép tiết lộ các thông tin liên quan đến khách hàng. Việc nhà máy lắp ráp sản phẩm Apple được chuyển đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp mãn nhiệm. Trong nhiệm kỳ của mình, chính quyền Trump đã khuyến khích các công ty Mỹ chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc bằng cách tăng thuế nhập khẩu với các thiết bị điện tử made in China, đồng thời hạn chế nguồn cung sử dụng công nghệ Mỹ với các công ty Trung Quốc. Tại Bắc Giang, Luxshare, một đối tác khác của Apple, cũng đang lắp ráp tai nghe AirPods. Mới đây, một số chủ sở hữu loa HomePod mini cũng phát hiện thiết bị này được lắp ráp tại Việt Nam. Foxconn được cho là đang lên kế hoạch mở rộng tại Việt Nam với khoản đầu tư 270 triệu đô la Mỹ. Theo Nikkei, công ty này sẽ sớm thành lập một doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam để sản xuất các thiết bị điện tử. Chủ tịch Foxconn, Trang Lưu cho biết, cơn sốt đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp lớn khá đáng quan tâm. Theo ông, Foxconn sẽ sản xuất nhiều thứ tại đây, như TV, thiết bị viễn thông và các sản phẩm liên quan đến máy tính. Foxconn đang gấp rút tránh khỏi việc phụ thuộc nhiều vào sản xuất tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu sản xuất ở ngoài Trung Quốc hơn 30% tổng sản phẩm. Hiện tại, các đối thủ của Foxconn như Pegatron và Wistron cũng quyết định mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Foxconn là tập đoàn gia công linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất trên thế giới của Đài Loan. Họ chủ yếu chế tạo theo hợp đồng của các đơn vị khác và có nhà máy sản xuất ở khắp nơi trên thế giới, nhưng phần lớn ở Trung Quốc. Ngoài ra, còn có ở Hungary, Mexico, Brazil, Ấn Độ và Việt Nam. Tập đoàn này bắt đầu xây dựng nhà xưởng tại Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh của Việt Nam từ tháng 3 năm 2007 và sản xuất đa dạng sản phẩm từ máy tính, công nghệ thông tin, hàng điện tử tiêu dùng, linh kiện ô tô đến thiết bị bán dẫn. Foxconn là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất các thiết bị của Apple. Theo VnExpress.net, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.